trưởng thành từ cuộc thi tìm kiếm thần tượng âm nhạc Việt Nam năm 2010. Sau 4 năm sở hữu danh hiệu sáng giá này, Uyên Linh đã thực sự chạm tới giấc mơ ca hát. Cô đã có nhiều bài hát được khán giả yêu mến và nhanh chóng tạo thành hit như Chỉ là giấc mơ, Đường cong, Chờ người nơi ấy, Một mình, Buồn. Sự đón nhận của công chúng phần nào cho thấy sức hút mạnh mẽ của Uyên Linh qua các sản phẩm âm nhạc, cũng như sự kỳ vọng rất lớn của người hâm mộ dành cho sự trưởng thành của ngôi sao trẻ Uyên Linh. Ngoài ra, điều làm nên thành công của Uyên Linh còn bởi cách mà Uyên Linh xây dựng hình ảnh của mình với khán giả. Cô không chọn cách đi vội vã, dễ dãi. Chính vì sự cẩn trọng và chắc chắn này mà những sản phẩm âm nhạc của cô luôn tạo được sức hút với người hâm mộ. Đó là lý do cái tên Uyên Linh luôn có sức hút đối với khán giả yêu nhạc. Rất là vui khi được chào đón Uyên Linh đến với trường quay. Đã từ 4 năm trôi qua từ sau khi Uyên Linh trở thành quán quân của Vietnam Idol 2010, nhưng tôi vẫn nhớ nhưng y nguyên cái cảm giác mà mình được ngồi xem cái buổi chung kết hôm đó. Một cái sự căng thẳng đến tột độ vì người xem vẫn không thể đoán trước được ai sẽ là người đoạt giải quán quân, Uyên Linh hay là Văn Mai Hương. Và đến giờ phút này ngồi tại đây, bạn có còn nhớ lại những cái cảm giác của buổi chung kết ngày hôm đó hay không? Để nói về cái khoảnh khắc mà tên của mình được xướng lên thì Linh nói thật, Linh không còn nghe thấy gì ngoài những tiếng la hét ở sân Lan Anh nữa. Những cái tiếng, những cái cây đập vào nhau xong rồi la hét. Nói chung là lỗ tai lùng bùng hết rồi. Để nói về cảm nhận mà thấu đáo về cái danh hiệu đó, về cái quãng đường sẽ bắt đầu từ cái danh hiệu đó. Phải để tới phải một tháng sau Linh mới cảm nhận là có thể nói là gần hết được, bởi vì cái công việc rồi mọi thứ nó cuốn mình đi. Phải tới cái lúc công việc nó tạm ổn, mình tạm quen thì mình mới có thể làm suy nghĩ lại với một cuộc sống hoàn toàn khác. Hoàn toàn khác, không có một cái bút sách nào mà có thể tả được hết, khác hẳn. Một cái sự may mắn là khi Uyên Linh trở thành một cái tên được khán giả yêu mến và bạn được công chúng đón nhận một cách rất nồng nhiệt, gần như là ai ai thời điểm đó cũng nói đến Uyên Linh. Ngoài cái sự may mắn ra thì theo bạn yếu tố nào là yếu tố mà bạn làm cho khán giả yêu mến mình như thế? Linh nghĩ có lẽ cũng phải có một cái lý do nào đó. Có lẽ mọi người, những người yêu ca hát ở trên đất nước Việt Nam này nhìn thấy ở Linh một cái gì đó gần gũi với họ. Một cô gái không học chuyên nghiệp về âm nhạc, thế nhưng khi cô ấy bước vào cuộc thi và theo đuổi cái ước mơ ca hát của mình thì cô ấy hoàn toàn dành 100% bản thân của mình cho nó. Cô ấy tập trung, cô ấy hết mình, cô ấy rất là cố gắng. Thì những người họ yêu ca nhạc, họ nhìn thấy ồ đây, ai cũng có thể nuôi dưỡng cái giấc mơ ca hát của mình bằng cách như thế, và phải dám dấn thân như thế, phải đi thi này tới cuộc thi kia, rồi trượt chỗ này trượt chỗ nọ, để rồi cuối cùng biết đâu may mắn sẽ mỉm cười. Bởi vì trong cái nghệ thuật này nếu không có may mắn thì rất khó nói. Thì Linh nghĩ chắc có lẽ là vì họ nhìn thấy cái ước mơ của mình ở nơi Linh. Việt Nam Idol cũng như là cái format Idol trên khắp thế giới, đó là biến từ một con số 0 thành một người hùng. Thì tức là từ một người rất là bình thường, không ai biết tới, mà biến thành một người có thể làm tạm gọi là đại diện cho giấc mơ của nhiều người. Thì nếu như một ca sĩ, nên nghĩ nếu mà một ca sĩ được đào tạo hẳn hoi, chuyên nghiệp và trở thành một cái hiện tượng như vậy đó, thì quý vị khán giả sẽ nói cũng là một điều có thể hiểu được. Nhưng chính vì có thể là trời ơi, con này cô không có học cái gì hết, cô học cái khác, nhưng mà cuối cùng khi mà cô hát, người ta thấy cô thôi cô nhìn cũng được. Khi cô hát là mọi thứ nó không còn quan trọng nữa ngoài âm nhạc. Cái giấc mơ đó, cái sự đại diện cho giấc mơ đó, Linh nghĩ là cái tiếng nói chung giữa Linh và mọi người. Mới đầu Linh cũng không nghĩ được ra, phải có rất nhiều người sau này Linh đi làm, Linh phải nghe khán giả chia sẻ lại với mình, rồi nghe nhiều người nói lại, Linh mới bắt đầu tin là được, Linh chính là người đại diện cho giấc mơ của những người yêu ca hát vào năm đó. Khi nghe bạn hát, khán giả hoàn toàn chìm đắm được trong không gian của âm nhạc, hoàn toàn sống được và cảm nhận được cái bài hát mà người nghệ sĩ đang hát.
Và lúc đó thì cái ngoại hình hay là bất kể yếu tố gì, quần áo đẹp, lộng lẫy, son phấn cũng không còn quan trọng nữa. Bạn nghĩ gì về điều này? Người ca sĩ nào cũng thế thôi. Khi mà họ đắm chìm vào ca khúc của mình á, thì khán giả cũng sẽ đắm chìm theo họ. Lúc đó có mặc đồ giáp kim cương đi chăng nữa, khán giả cũng không còn nhớ. Cái mà khán giả nhớ là những cái sự truyền tải, một cái sự rung động mà người ca sĩ đem tới qua bài hát. Thành ra Linh luôn luôn nhận thức được điều đó. Tất nhiên chúng ta là phụ nữ, chúng ta làm nghề ăn mặc đẹp, nghề trang điểm thì chúng ta không được lơ là. Nhưng Linh nghĩ rằng là những cái gì từ sâu thẳm bên trong, nếu nó chạm vào được người đối diện thì nó ở lại lâu hơn. Và cái đó cũng là cái mà Linh luôn luôn nhận thức và tìm cách để mình giữ cái điều đó và mình trau dồi thêm cái điều đó. Linh cũng có rất nhiều những anh chị ca sĩ đi trước mà Linh khi nghe họ hát, Linh không còn nhớ tới xung quanh nữa, chỉ có nghe họ thôi. Vì đó rõ ràng là họ có xinh đẹp tới mức nào, có cao 1m70 hay là họ cũng chỉ 1m50 chẳng hạn. Linh không còn quan tâm. Đó là cảm giác mà Linh đã trải qua. Thành ra Linh tin rằng là nếu Linh biết cách thì Linh cũng sẽ đem được cái cảm giác đó tới cho những người nghe nhạc của mình. Chúng ta vừa trải qua một cuộc trò chuyện khá dài nhưng cực kỳ thú vị với ca sĩ trẻ Uyên Linh. Và qua đây tôi cũng như quý vị khán giả đã hiểu hơn được về cuộc sống của một ngôi sao, của một diva trẻ. Và hy vọng là quý vị khán giả sẽ luôn đồng hành cùng chúng tôi để càng ngày chúng ta càng có những câu chuyện thú vị hơn với những người nghệ sĩ mà các bạn yêu mến. Xin cảm ơn Uyên Linh, xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Linh
Là một trong số những ca sĩ thu hút khá nhiều sự quan tâm của dư luận khi công khai giới tính thật, Hương Giang Idol ngày càng nỗ lực để khẳng định bản thân của mình trong nghệ thuật. Không chỉ sở hữu giọng hát mềm mại, Hương Giang còn có vóc dáng vô cùng gợi cảm. Cô chia sẻ rằng, ngoài việc luyện tập thể dục chăm chỉ, Hương Giang Idol cũng áp dụng một chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt, đó là tránh dùng các thực phẩm nhiều chất béo, nhiều cholesterol như thịt mỡ, bơ, phô mai, nội tạng động vật, các món xào, rán. Các thức ăn chứa bột, đường sử dụng vừa phải, tăng cường ăn rau xanh và quả chín. Không biết là chế độ dinh dưỡng của Hương Giang có phù hợp với lời khuyên của các chuyên gia dinh dưỡng hay không? Chúng ta tin rằng chúng ta ăn bớt thịt mỡ rồi bớt lượng tinh bột. Như ví dụ như là những cái thức ăn có giá trị, ví dụ như là thịt mà không có mỡ, rồi cá hay hải sản, rồi đậu đỗ chúng ta có thể ăn được như người bình thường. Riêng lượng cơm là chúng ta bớt và cái lượng dầu mỡ chúng ta bớt đi. Thế nhưng mà rau xanh thì chúng ta lại phải ăn đầy đủ chế độ ăn. Tức là chúng ta ăn một cái chế độ ăn năng lượng rất là thấp thôi, nhưng mà lại phải ăn nhiều rau xanh. Ví dụ những người giảm cân thì mỗi bữa chúng ta có thể ăn 2 đến 300 gram rau xanh. Bởi vì trong rau thì nó rất là ít năng lượng, chúng ta ăn nhiều thì lại đủ vitamin, đủ khoáng chất, mà lại nhiều chất xơ mà lại năng lượng rất là thấp. Ví dụ 100 gram rau thì có khi chỉ có khoảng 20 kilocalo thôi, thì chúng ta không có sợ dư thừa năng lượng khi chúng ta ăn nhiều rau. Không chỉ chú trọng tới việc cân bằng chế độ dinh dưỡng và tập luyện để có được một body chuẩn, ca sĩ Hương Giang Idol còn đặc biệt quan tâm đến việc chăm sóc và làm đẹp làn da. Và để có thể chăm sóc làn da của mình một cách hiệu quả, cô thường tìm đến những trung tâm làm đẹp chuyên nghiệp để được các chuyên gia tư vấn. Và một trong những phương pháp làm đẹp mà ca sĩ Hương Giang Idol lựa chọn đó chính là phương pháp làm trắng sáng làn da. Tắm trắng bằng công nghệ nano tại Thẩm mỹ viện Thiên Hà chúng tôi đang ứng dụng thay thế hoàn toàn những cái công nghệ tắm trắng cũ như lột tẩy hay sử dụng thuốc bắc. Công nghệ phân tử nano thì có khả năng chia nhỏ, chính vì vậy nó hấp thu rất sâu vào da, có thể len lỏi tận vào tế bào da, thanh lọc những cái hắc sắc tố melanin, đạt hiệu quả trắng sáng từ bên trong và đặc biệt hoàn toàn không ăn nắng như những cái phương pháp khác. Không chỉ tác dụng tuyệt vời trong việc nuôi dưỡng, làm trắng hoàn hảo, các gói dịch vụ làm trắng da tại Thẩm mỹ viện Thiên Hà còn giúp da bạn tạo ra một lớp màng bảo vệ khỏi tia UVA, UVB, giúp da khỏi sạm đen và nám. Đồng thời, những hạt chất dưỡng trắng sẽ hạn chế sự sinh sản của sắc tố melanin, nuôi da trắng hồng từ bên trong. Một liệu trình tắm trắng bằng công nghệ Nivert của Nhật được thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Tẩy da chết nhằm loại bỏ các tế bào da chết sần sùi, các chất bụi bẩn tích tụ lâu ngày trong nang lông, từ đó giúp làn da được mềm mại để thẩm thấu được hết các chất dưỡng trắng da hiệu quả. Bước 2, làn da của bạn sẽ được massage bằng các tinh dầu thư giãn được chiết xuất từ các thảo dược quý hiếm trong thiên nhiên. Bước 3, bôi gel chiếu ánh sáng sinh học giúp kích thích sự tái tạo da tự nhiên. Bước 4, bạn sẽ được thoa một lớp kem làm trắng với công nghệ Nivert. Đây là một bước quan trọng trong công nghệ tắm trắng. Công nghệ Nivert chính là công nghệ phân tử có khả năng thẩm thấu tận đáy tế bào da, giúp tái tạo da, bổ sung các chất nuôi dưỡng da từ bên trong, giúp làn da trắng dần lên và hồng hào khỏe mạnh. Bước 5, cơ thể của bạn sẽ được xông khô bằng tia hồng ngoại để các dưỡng chất có thể thẩm thấu sâu dưới da, giải độc da, thanh lọc cơ thể và làm đồng đều màu da nếu làn da của bạn bị cháy nắng. Bước 6, sau đó các chuyên viên sẽ lau sạch da và đắp lên đó mặt nạ dưỡng da toàn thân kết hợp với xông hơi, giúp da được trắng sáng và săn chắc. Bước 7, da của bạn sẽ được thư giãn trong bồn sục với sữa non và tinh chất hoa hồng. Bước 8, chạy máy phi thuyền tạo sự cân bằng cho da, kích thích sự tái tạo da màng đáy, giúp da thẩm thấu được toàn bộ dưỡng chất, tăng sức đề kháng cho da mà không sợ da bắt nắng trở lại. Cuối cùng, để bảo vệ làn da dưới ánh sáng mặt trời, một lớp kem chống nắng sẽ được thoa đều trên làn da, giờ đã trắng mịn như da em bé của bạn. Chỉ cần 2-3 buổi tắm trắng, bạn sẽ cảm nhận như được khoác trên mình một làn da trắng sáng. Sau khi những người nổi tiếng sử dụng cái công nghệ tắm trắng bằng công nghệ phân tử nano của chúng tôi, như một số chị em như Quỳnh Nga hay Kiều Thanh hoặc một số chị em khác, họ đánh giá rất cao về những cái phương pháp này. Bởi vì thứ nhất là thời gian trắng sáng nhanh, thứ hai hoàn toàn an toàn, không lột tẩy, không bong chóc hay là sần sùi da.
Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với vị khách mời đặc biệt trong chương trình hôm nay. Xin giới thiệu đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Lan Hương. Xin chào nghệ sĩ nhân dân Lan Hương. Chị có thể chia sẻ với khán giả truyền hình được biết về công việc cũng như cuộc sống của chị và thời điểm hiện tại bây giờ được không ạ? Chào bạn. Trước khi trả lời câu hỏi thì Lan Hương cũng có lời gửi chào, lời chào tất cả các quý vị khán giả ngồi trước màn hình. Công việc của mình thì vẫn cứ như vậy thôi, làm một đạo diễn của mình trong một cái nhà hát là nhà hát tuổi trẻ. Chúng ta luôn luôn có những phương pháp làm đẹp khác nhau. Không biết với nghệ sĩ nhân dân Lan Hương thì chị đã làm đẹp và luôn luôn giữ được cái sự tươi trẻ cũng như sức khỏe của mình như thế nào ạ? Không có cái gì nhiều đâu. Mình thì có những cái gì mình làm được ở nhà thì mình làm. Ví dụ như là thuốc uống là mình có những cái thứ mà khi những cái người mà người ta có kinh nghiệm hoặc là những người tư vấn là uống như cái gì mà để cho nó cái thực phẩm chức năng ấy, để cho nó cân bằng lại cái cơ thể, cái lúc mà tuổi nó đã lớn rồi nó mất cái sự cân bằng thì mình rất là chú trọng. Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương là một tên tuổi lớn của màn ảnh và sân khấu kịch phía Bắc, bén duyên với nghệ thuật thứ bảy với vai chính trong bộ phim Em bé Hà Nội từ khi mới 10 tuổi. Từ đó đến nay, chị đã đóng góp cho khán giả với một loạt các vai diễn xuất sắc trong các bộ phim Những người sống bên tôi, Thái sư Trần Thủ Độ và vai trò đạo diễn của bộ môn kịch hình thể. Gặp nghệ sĩ nhân dân Lan Hương ngoài đời, ít ai tin rằng chị đã bước sang cái tuổi 53. Vẫn đôi mắt to tròn, làn da sáng, căng và có sức lao động bền bỉ, dẻo dai trên sân khấu nghệ thuật hình thể. Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương chia sẻ rằng, ở lứa tuổi này, chị đặc biệt lưu tâm đến việc chăm sóc từ bên trong. Sử dụng viên uống giúp cân bằng nội tiết tố, giúp chị không chỉ trẻ hơn, giữ gìn sức khỏe mà còn có cuộc sống năng động. Và sự lựa chọn của chị là do sự tư vấn của các giáo sư đầu ngành. Theo các giáo sư đầu ngành về sản phụ khoa thì bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, người phụ nữ đối diện với sự suy giảm của nội tiết tố. Điều này dẫn đến một loạt những vấn đề về sức khỏe, sắc đẹp và đời sống của chị em phụ nữ như bốc hỏa, rối loạn giấc ngủ, da trùng nhăn, loãng xương, nguy cơ bị bệnh tim mạch, ung thư cổ tử cung, ung thư vú, buồng trứng. Stress nó sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến cái rối loạn về cái thời kỳ tiền mãn kinh của chị em phụ nữ. Ví dụ người phụ nữ người ta đang kinh nguyệt rất đều, sau khi người ta gặp một cái stress mạnh, có thể người ta mất kinh luôn. Đấy là những ảnh hưởng rất lớn. Cho nên điều đó thì nói rằng là tác động những cái stress thì ảnh hưởng đến tinh thần của người phụ nữ, và từ tác động đó nó ảnh hưởng đến những cái rối loạn về nội tiết trong cơ thể người phụ nữ và dẫn đến những ảnh hưởng và làm người ta có thể dẫn cái thời kỳ mãn kinh, tiền mãn kinh sớm hơn so với bình thường. Như thường thường người ta thấy rằng là để làm chậm cái quá trình giai đoạn tiền mãn kinh, tức là người phụ nữ thì bắt đầu cái tuổi khoảng 40 là có cái biểu hiện tiền mãn kinh, và nhất là những cái nghiên cứu của chúng tôi vừa rồi ở bên Trường Đại học Y khoa Hà Nội thì cái tuổi tiền mãn kinh có thể là kéo dài hơn. Ở phụ nữ hiện nay có khoảng độ 48 đến 50. Thế nhưng mà trung bình thì 40 tuổi là bắt đầu có những biểu hiện triệu chứng nên chưa trầm trọng. Cho người ta khuyên là nên dùng những cái sản phẩm mà có estrogen sớm thì sẽ kéo dài và được cái thời kỳ tiền mãn kinh. Và điều đó thì rất là quan trọng đối với người phụ nữ. Vâng. Với những gì mà nghệ sĩ Lan Hương vừa chia sẻ, chúng ta có thể thấy sự vững vàng về tâm lý, tự tin, đó chính là những liều thuốc bổ dành cho những người phụ nữ, phải không chị? Và với cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng với bất kỳ một lời khuyên nào thì đó cũng là những lời khuyên hữu ích dành cho chị em phụ nữ để chúng ta ngày càng đẹp hơn, trẻ trung hơn và phong độ hơn trong cuộc sống. Một lần nữa xin cảm ơn nghệ sĩ Lan Hương đã nhận lời mời tham gia chương trình. Thay mặt chương trình xin chúc chị ngày càng hạnh phúc, xinh đẹp và trẻ trung hơn nữa, đặc biệt là phong độ trong cuộc sống cũng như công việc.